Một cú lơ mày qua đó là thêm cả Biếc nữa. Không, Zen đã lật Biếc cũng là Mai không. Cả Mai và Sốt nằm xuống rồi. Tiếp theo đó là Cú. 29号，我希望我的队友们平常心打吧，发挥出各自的实力就好。就第一把我们打得太紧张了，就没有办法发挥出平时的团练的效果，打得太急躁。29号我们马来西亚队会调整状态，29号你们要担心我们，我们很强。I think they're kind of overestimating themselves. They're not really realizing how tough the AWC really is with all these regions coming together and fighting for.You know, $500,000 of the prize pool, of course. So, yeah, I think they're just overestimating themselves and they don't actually know what's coming ahead of them. But I think we're going to put our 100% effort to it, no matter what. Of course. Yeah. So, of course. I think the reason that I got all three MVPs today was because I focused a lot on just farming myself up, always being when my team needed me, pushing the towers whenever I was needed. Just, I was always at the objectives that needed me.我对我自己的表现应该是还不错，可以加加油。然后印象深刻就是我最后一场玩打野戏的时候，在中路，然后差点被佛人杀死的时候，我一直叫芬达救我，芬达救我，芬达救我。希望你们不要遇到我们，你们等着啊，你们马上遇到我们，马上就回国啊。你们辛苦了，我会加油。我非常信任我的队友，然后我们会一起努力到世界冠军。今日一日を通してチャイニーズタイペイワールドカードと。ノースアメリカと戦ってみて自分たちのパフォーマンスは思ったより低かったです。というのも日本ではこういった大きな大会に出るのが初めてで緊張だったり不安が影響してですねチームのメンタルがちょっと普段通りのメンタルではなかったのかなと思います。29日の試合では今日の不安や緊張などを全部なくして前向きに全部勝つつもりで頑張りたいと思います。Thì trong cả hai trận với Bắc Mỹ và Thái Lan, bọn em đều thua game đầu thứ nhất và có được chiến thắng ở game đầu thứ hai. Thì sau những cái game thua đó thì bọn em thường trấn tĩnh lại bản thân, không suy nghĩ gì quá nhiều cả và cố gắng làm cho cái chiến thuật của mình hoàn hảo ở trong game đầu thứ hai để mình có được chiến thắng. Chứ cũng không đánh quá nhiều vào những cái gì mà đối phương đang có. Okay, so here, lý do mà em có cái hành động đấy thì bởi vì ở Việt Nam World Cup ở Việt Nam là một đội tuyển rất là nhiều fan và thường thì em khi mà tham gia những cái giải đấu lớn thì thường làm một số những hành động trên camera khiến cho fan rất là thích thú thì với cái hành động này ở trong một loạt solo thì người ta thường gọi em là công năng lực dị hay là super magic thì em đã giành chiến thắng cái giải đấu đó bằng những cái hành động nó vui vẻ như vậy.Thì thực ra bản chất thì hôm nay em làm hành động đó chỉ để cho vui và các bạn khán giả cảm thấy vui thôi bởi vì chủ yếu là team của em thì có rất là nhiều fan tại Việt Nam. Tôi rất hào hứng và mong chờ đến ngày 29 chúng tôi sẽ đánh bại Nhật Bản và Malaysia 2-0 và tiếp đến là đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Trong trận đấu với là Bắc Mỹ em có một đạt một danh hiệu MVP.Thì em cũng cảm thấy là bình thường tại vì em mỗi lần biết Superman thì toàn được MVP ก็คะแนนวันนี้ที่เราได้มาคือก็น่าพอใจอยู่ครับเราทำให้เราอยู่ในโซนที่เราปลอดภัยแล้วก็เหลืออีก2แมตช์เราก็น่าจะคิดว่าน่าจะได้แต้มเพิ่มมาอีกนิดหน่อยทำให้เราเข้ารอบต่อไปได้ก็เราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ถึงเราจะแพ้ในวันนี้แต่วันข้างหน้าเราจะแข็งแกร่งขึ้น대만같은경우는이제운영위주의플레이를많이하는데이제태국같은경우에는이제한타위주의플레이를많이합니다그래서이제이태국의한타의맛을한번보여주도록하겠습니다